cách bạn bán hàng chính là lý do bạn chiến thắng. Với một người bán hàng giỏi, điều quan trọng không phải là bạn bán cái gì, quan trọng là bạn bán thế nào. Với Inbound Selling, đừng bán hàng, hãy giúp khách mua hàng. Liệu bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhân viên bán hàng hiện đại chưa? Và đây là chân dung của một người bán hàng thời đại mới, từ giám đốc của chương trình đối tác bán hàng toàn cầu của HubHost, Ryan Signorelli, tác giả cuốn sách đình đám Inbound Selling trên Amazon. 1. Biến công nghệ trở thành thế mạnh để nhận biết khách hàng tiềm năng, từ đó có kế hoạch và thời điểm rõ ràng để kết nối. 2. Biết cách kéo dài cuộc trao đổi, tập trung vào những lợi ích và khó khăn cụ thể của khách hàng, bởi họ thật sự hiểu ai là khách hàng mục tiêu ngay trước khi cuộc trò chuyện bắt đầu. 3. Giúp khách hàng tiềm năng hiểu rõ những giải pháp mà công ty mang lại cho người mua hàng bằng cách chia sẻ quan điểm, hiểu biết của bản thân về lĩnh vực kinh doanh. 4. Thể hiện sự thoải mái khi bàn luận với khách hàng về các giải pháp khác nhau, bao gồm cả việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh. 5. Hướng những cuộc trò chuyện vào hoàn cảnh, nhu cầu để hướng dẫn khách hàng tiềm năng lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. 6. Cởi mở thể hiện sự không đồng tình khi họ cảm thấy giải pháp dự kiến của khách hàng không phù hợp hoặc khi ý kiến của họ bị gạt đi bởi sự hoài nghi. 7. Và cuối cùng cũng là yếu tố quan trọng nhất, chính là người bán hàng theo phương thức inbound phải ưu tiên nhu cầu của khách hàng trên cả bản thân họ.